thấy việc còn rất là nhiều. Còn tất nhiên ở đây thì là mình chưa biết là có thể là 21, 20 đúng không, là cũng đã bắt đầu đầu tư cái dự án này rồi và cũng đã có những cái mức đầu tư nhất định đúng không. Ví dụ chẳng hạn như là 21 như lúc mình xem là 155 đấy, còn không biết 20 như nào. Và lúc tổng từ lúc bắt đầu như là có thể thấy cái tổng của cả năm dự án này là lớn, là 2.700 đấy. Và một số cái đang như thế này là mình nghĩ nó cũng mới bắt đầu thôi đúng không? Cái số 2 này, cái số 5 là hoặc cái 4 và cái số 5 là cũng gần như ở trạng thái đầu thôi. Mà cái 4 thứ 5 thì rất là to đúng không? Cái 600, cái 800 như vậy là cảm nhận là vẫn còn rất nhiều dư địa. Và tiếp tục công tác bán hàng dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường. Và cái đường D, đường số 4 này, đường D7 này. Và đây là một cái khác. Và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Gò Công. Và như vậy là cái đường Nguyễn Trãi là ở đây là mình không nhìn thấy. Và tại thị xã Gò Công như vậy là cùng với cái cùng trong cái thị xã Gò Công với đường Nguyễn Trọng Dân kia rồi. Tiếp tục đây là công tác bán hàng, như vậy gần như đã triển khai mấy năm trước rồi. Tiếp tục thực hiện. Và theo như mình vừa thử Google Maps một tí đúng không? Và thấy đây là đường Nguyễn Trọng Dân. Và đây là đường Nguyễn Trãi đúng không? Như vậy hai đường này còn cắt nhau đúng không? Ở bên Gò Công. Như vậy là không biết là có liên quan gì đường kia không đúng không? Nhưng mà đây là tiếp tục công tác bán hàng cho dự án đường Nguyễn Trãi ra. Và rất có thể là hai dự án riêng biệt và tiếp tục thực hiện và cũng có thể gọi là rất gần nhau. Hai cái riêng biệt Nguyễn Trãi đây và còn bên này là đường Nguyễn Trọng Dân và hình như nó còn có tên Từ Dũ gì đấy. Đấy là mình đi thì mình thấy như vậy đúng không, ảnh là như vậy rồi đúng không. Chúng ta quay lại tiếp tục thực hiện công tác liên quan đến xúc tiến đầu tư và quốc gia một tại huyện Gò Công, Gò Công Đông. Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt đường D7 và chính là cái đường này rồi. Đường số 5 này rồi. Và khu dân cư hai bên đường tại thành phố Mỹ Tho. Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các cái dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Và như vậy là chúng ta có một cái tình hình bất động sản của công ty như vậy. Tôi thấy cả bên công nghiệp họ cũng ghép vào là chung một gọi là một cái nhóm gọi là bất động sản. Như vậy là có cái đền bù dự án này đang xin giấy phép này và cố gắng xúc tiến nhà đầu tư vào khu khu công nghiệp này, chuyển đổi mục đích này đúng không? Rồi công tác đền bù này ở đây thì có hoàn thiện hạ tầng và thực hiện công tác xây thổ kinh doanh đúng không? Như vậy đấy là tình hình bên bất động sản đúng không? Có vẻ rất nhiều hạng mục. Rồi chúng ta có thứ hai là liên quan đến bê tông đúng không? Liên quan đến tình hình bê tông. Phần 3 nhánh nước bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu thị trường và đóng góp thứ hai sau bất động sản và hiệu quả kinh doanh công ty. Như vậy họ cũng nói rất là kỹ rồi mà, như vậy là chỉ cần giữ vững thương hiệu thôi. À, đây là tiếp tục đầu tư và cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định. Tiếp tục đầu tư như vậy vẫn để đầu tư vào cải tiến và bê tông. Vâng, và thứ ba đây là triển khai sản xuất các cấu kiện chữ A để cung cấp các cái tuyến kè biển khu vực Gò Công đúng không? Như vậy là nghe có vẻ rất là hạ tầng. Cái thì bê tông là như vậy, nó họ tóm tắt cũng đơn giản thôi. Như vậy có thấy riêng trong trình bày thì cái mảng bất động sản của bên TSG được trình bày rất là kỹ. Thực ra lúc đầu thì chưa chưa nghiên cứu công ty này kỹ thì mình vẫn nghĩ là họ họ làm xây dựng với bê tông, bất động sản là thêm thêm, nhưng sau khi vào thấy bất động sản là chủ lực, mặc dù thì doanh thu thường thường thì bê tông là lớn nhất, tuy nhiên là lợi nhuận vẫn phải là bất động sản. Và cuối cùng thì là lĩnh vực thứ ba đúng không? Là liên quan đến lĩnh vực thi công xây dựng được
xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông, nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn, đúng không? Như vậy là cái tư duy này là mình thấy là gần giống như là từng đánh giá Hà Đô. Cái này được coi là hỗ trợ thôi chứ không phải là cái chủ lực. Việc mở rộng ở đây là mình nghĩ là cũng có giới hạn thôi, đúng không? Cái này chắc chắn thôi. Gọi là support cho ông này, chứ không cần phải khách hàng mới bên ngoài quá nhiều. Thậm chí sau này cũng không cần nữa, chỉ cần mình thôi, dây cho mình. Vâng, đây đây là một cái bảng về vốn điều lệ này, về tổng tài sản thì chắc là tăng đều rồi này, về doanh thu thuần này. Và 20 là một năm có doanh thu rất là cao. Về lợi nhuận sau thuế này, và cuối cùng là vốn đầu tư. Vậy là chúng ta nhìn thấy cái bảng vốn đầu tư kia rồi, 107, 209, 208, 155, và cuối cùng đến năm ngoái mặc dù không hoàn thành kế hoạch nhưng cũng đến 4.8, 4.86. Vậy rất là cao, và như vậy chắc chắn là cái quá trình đầu tư này đổ rất nhiều tiền vào đầu tư, thì sau đó một thời gian sau thì nó mới ra kết quả, đúng không? Đấy là hiệu ứng thông thường là như vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi, đúng không? Xem là như nào. Và đổ khá nhiều sau đó thì đến năm ngoái, đúng không? Là tổng đầu tư bắt đầu nó tăng rất là mạnh. Ở đây thì chúng ta chưa 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 biết về 23 nhé, chúng ta chưa biết 23. Nếu 23 vẫn tiếp tục lớn, có thể vẫn là 4 500 rồi, hoặc là thậm chí có thể hơn, như vậy là rất có tiềm năng và cho tương lai, đúng không? Đây là cái mà chúng ta có thể nhìn được, đúng không? Đây là khái quát về rất nhiều năm qua. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái bảng như thế này, đúng không? Tôi thấy vốn đầu tư tăng rất nhanh, vào đến năm ngoái đột biến 4.8, gấu ngao thì một năm được khoảng vài chục thôi. Như vậy nếu mà lợi nhuận vào khoảng khoảng tầm 140, đúng không? Mà chúng ta có gấu ngao 47 nữa, như vậy là khoảng tầm 190, đúng không? Về mặt dòng tiền là như vâng, như vậy cổ tức này chắc là gồm cả tiền mặt và cổ phiếu rồi. Năm ngoái bây giờ chỉ là 4.500 cơ, đúng không? Theo như mình cộng. Trong đó có 15% cổ phiếu và chỗ còn lại là tiền mặt. Và một cái bảng nhìn rất là khái quát. Và chúng ta có hình tình tài chính đây. Tiền mặt này, phải thu đây, hàng tồn kho đây, tài sản ngắn hạn đây, đúng không? Tài sản cố định đây. Cố định giảm. Như vậy là chắc liên quan đến khấu hao. Khấu hao khoảng 47. Như vậy đáng nhẽ là chỉ còn 300 mười mấy, như vậy là có đầu tư thêm một chút khoảng 20 thì phải. Vâng, dở dang đây, đúng không? Chính là các cái dự án kia rồi. Tổng giá trị tài sản tăng là 18,83%, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 31, đúng không? À, tăng 31 và chiếm 67. Với lượng kinh doanh của tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng này, thi công các công trình hạ tầng diễn ra thường xuyên, là do đó lượng hàng tồn kho phải thu. Công ty luôn chiếm tỷ trọng cao, đúng không? Trong năm thì lượng hàng tồn kho có cái sự tăng mạnh, chủ yếu đến từ chi phí cho kinh doanh sang chiếm khoảng lớn, đúng không? Chắc là các cái dự án bất động sản kia rồi, tăng 90% so với 21 từ các dự án kinh doanh, đúng rồi, mà công ty triển khai. Trong đó thì em việc hạch toán thêm đối với dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài, đúng không? Và khu dân cư hai bên đường, ngược lại tài sản giảm nhẹ trong kỳ, chủ yếu đến từ việc công ty thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định, và là căn hộ tại dự án Sunrise City View, đúng không? Và tài sản tại dự án khu 490 Đinh Bộ Lĩnh, đều là những tên rất là lạ. Tất nhiên là mình sẽ tạm thời ghi nhận lại như vậy, và chúng ta sẽ có dịp sẽ điểm danh, bởi vì theo tư liệu đến thời điểm này thì đây là những cái tên mới. Tình nguồn vốn, nợ ngắn này, đúng không? Nợ ngắn tăng 15, nợ dài tăng 24, và vốn chủ thì tăng khoảng 20, gần 21 là chuẩn rồi. Nợ phải trả thì chiếm khoảng 65% tổng vốn, tăng 17% so với cuối 22, và có hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là người mua lần trước là tăng 61%, và người mua trả tiền trước
Vâng, đây rồi, vâng, chúng ta sẽ thử lên xem nào. Vâng, bởi vì trong lúc công ty đang điểm danh thì chúng ta cũng vâng, đoạn ngắn này 700 lên gần 900, vâng, 776 lên 898. Phải trả cái bán thì không tăng mấy. Và đây người mua trước thì tăng được khoảng hơn 100 tỷ. Vâng, đây chính là khoản tăng lớn đây rồi. Vâng, không còn khoản nào nữa đâu, là đáng kể đâu. Khoản này tăng rất mạnh. Chỉ phải trả thì từ 93 lên 109 thôi. Và cuối cùng vay thì còn đang giảm, giảm nhẹ. Vâng. Đúng rồi. Mà tăng 61 là chuẩn rồi. Còn nó cho thấy Tico đang có lợi thế nhất định trong chính sách thương mại, bán hàng nhiều uy tín của mình. Như vậy về phải trả là còn tăng, đúng không? Còn bên phía này phải thu cũng tăng, đúng không? Nhưng chỉ tăng tuyệt đối được có 70. Đúng rồi, chỉ tăng có 70. Còn bên này phải trả là tăng đến hơn 100, đúng không? Đấy là còn chưa kể là nợ vay còn giảm, nợ vay ngắn hạn còn giảm. Như vậy liên quan đến công nợ đúng là tốt lên thật. Bên cạnh đó thì trong năm nay, nợ dài hạn công ty tăng khoảng 24%, chủ yếu đến từ vay ngắn hạn qua nhằm huy động qua các dự án bất động sản thì cô đang triển khai. Và như vậy là vụ vay này là để cho bất động sản rồi. Thêm có 6 7 chục thôi. Về vốn chủ sở hữu tăng khoảng 20%, đúng không? Là do công ty thực hiện gọi là tăng vốn của cổ phiếu. Và cái vốn điều lệ thì cũng không có gì cả. Còn vốn chủ thì phải bản chất là doanh nghiệp mà có lợi nhuận lên. Và chứ không thể là vốn chủ tự móc lên được. Và chúng ta có thuyết minh 26, đúng không? Để chúng ta xem thuyết minh vốn chủ. Và có cái sự biến động với cái này đây. Đầu năm là 530, đúng không? Lợi nhuận thuần trong năm là 143. Trích quỹ, đúng không? Là chỉ có 7 tỷ. Chia cổ tức là 24. Như vậy tổng chia thì cũng chỉ hết có khoảng tầm 32 tỷ thôi. Như vậy là dư đến trăm. Như vậy là 530 và đến 640. Như vậy cũng tăng rất là khiếp, đúng không? Vốn chủ tăng 20% trong năm. Năm trước, đúng không? 409. Lợi nhuận thuần trong năm là 128. Trích quỹ là 16. Vâng, trích quỹ là 16. Chia cổ tức cũng rất lớn là 74. Và tuy nhiên đây có một phần liên quan đến cổ tức cổ phiếu, cho nên thực ra a à không, họ cũng trừ rồi, đúng không? 1488 74 là chuẩn rồi. Nhưng mà hết 90, cái năm 21 có vẻ gần như không tích tụ được mấy. Chứ 90 như vậy chỉ còn có khoảng 38 thôi, đúng không? Chuyên ta có 409 thì lên là 530. Đến năm vừa rồi thì 530 đã vọt lên tận 640. Và năm nay đang lại 150 đây, đúng không? Và chúng ta dự kiến chắc cuối năm lên hơn 700. Như vậy có thấy TSG vẫn đang trong cái giai đoạn là vốn chủ tăng rất nhanh. Và coi là một giai đoạn vẫn được coi là một giai đoạn tăng nhanh. Và vốn chủ vẫn tăng đến 20% là rất nhanh. Và chính sách cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý. Hiện nay thì 663 người, cái này thì có thống kê rồi. Ban tổng đốc có 5 người. Công tác tổ chức nhân sự đáp ứng như có cái kia. Ban tổng đốc của Tico là không nghiên cứu đưa ra bước thẳng thắng thành lập ban chuyển đổi số à, như vậy là cũng có vẻ cũng rất giống các ngân hàng sẽ đã thành lập cái gọi là ban chuyển đổi số à, như vậy là sẽ phải có những cái này, không biết là cái này ứng dụng đến đâu hay mới chỉ là lập thôi à. Giám sát dự án, quy trình giám sát tiến độ thi công để giảm bớt các nguồn lực lao động là quy trình này, đồng thời nâng cao hiệu quả trong kinh doanh. Vâng, làm sao phải tích hợp được vào số thì mới ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kế hoạch của 2023. Chúng ta sẽ cập nhật ngay vào đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Và kế hoạch 2023. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Ở đây là 22 rồi nên thực ra thì mình cũng không cần gì phải gõ lại nữa. Và 1668 đúng không? Và chấm 9. Như vậy về kế hoạch thì hình như là doanh thu cũng chả tăng gì. Và mình
trừ 1 đi. Vậy là cũng chỉ có hơn 1% thôi. Như vậy năm nay về cơ bản doanh thu cũng không không tăng gì ghê gớm cả. Vâng, nên là chắc là chúng ta cũng không thể kỳ vọng cái gì ngay được. Và thứ hai là lợi nhuận sau thuế cuối là 150 tỷ. Và ở đây thì nó cũng chỉ tăng có 4,2% thôi. Và chỉ tăng có 4,2% thôi. Và cũng rất ít. Và 122, 143. Như vậy cái dữ liệu này của họ chính là cái dữ liệu thứ hai, là chưa phải là dữ liệu dòng cuối cùng rồi. Thực ra thì lệch cũng rất ít. Và về giá trị đầu tư đúng không? Cũng là một con số để chúng ta quan trọng để chúng ta tham khảo. Và nó vẫn rất lớn, đúng không? Nó 500 tỷ. Và năm ngoái đã là lớn nhất và bây giờ còn lớn hơn cả cái lớn nhất đấy. Và chúng ta thấy ở trên công ty có rất nhiều dự án to tiền. Và nếu mà đã triển khai được nốt cả hai cái cuối này, và mình chắc chắn là kỳ vọng là có sự đột biến. Và thông thường thì một cái quá trình gọi là đổi đất lấy hạ tầng, thì sau khi lấy đất về thì chúng ta cũng sẽ phải một là dình bán luôn, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn cuốn chiếu và muốn gọi là gối đầu vốn. Hai là chúng ta có thể gọi là triển khai, đúng không? Rồi xây ra thành các bất động sản gọi là nó có sản phẩm hơn, đúng không? Các chung cư chung keo như thế. Còn nếu không thì có thể một số nơi bán nhanh thì có thể nó chỉ là một cái đất nền, đúng không? Tuy nhiên là các cái vị trí mà mình đang nhìn thấy ở đây ấy, thì là đa phần là thị xã, đúng không? Rồi hai thị xã và thành phố, chỉ có duy nhất là cái huyện thì ở đấy là cụm nghiệp rồi. Và họ gom tất cả cái này lại gọi là bất động sản. Và mình nghĩ rằng là cái cụm công nghiệp này này rất có thể họ cũng sẽ hạch toán một lần, và giống như là DTD, giống như là Long Hậu, LSG, rất có khả năng sẽ hạch toán kiểu đấy. Đây, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đúng không, tại trang 24, chúng ta sẽ xem nguyên tắc gọi là ghi nhận doanh thu của công ty. Và nguyên tắc đầu tiên đây là liên quan đến nhóm bất động sản. Tất nhiên ở dưới thì có doanh thu hoạt động xây dựng này, dịch vụ này, tiền lãi cổ tức, tiền cho thuê, đúng không? Rồi kể cả hợp đồng xây dựng gì đấy, đúng không? Thì liên quan đến bất động sản ấy, thì kể cả cái cụm công nghiệp kia đã được xếp vào đây, thì bất động sản là đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, đúng không? Tức là những người thuê đất, họ có thể thuê vài chục năm gì đấy, kệ. Nhóm công ty đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền cho quyền sở hữu bất động sản cho người mua, và nhóm công ty không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Nhóm công ty đã thu thu được và sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản, xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. Như vậy là với cái cách gọi là lập luận như thế này, chuyển hết lợi ích cho ông kia, đúng không? Và gần như là chắc chắn thì coi như là hạch toán luôn. Và như vậy là cái này có thể được hiểu là như vậy. Vâng, họ hạch toán theo kiểu một lần rồi. Và đấy là cả những cái mình mô mô phỏng. Như vậy là cái cúp công nghiệp là sẽ hạch toán theo giải thích như thế này, hạch toán một lần, hạch toán kiểu bất động sản. Và ở đây thì không có khấu hao thôi, không sao, vốn điều lệ thì sẽ là 229, thì giờ phút này thì cũng đã tăng rồi. Như vậy 15% đúng chính xác rồi. Và kế hoạch của năm nay đúng không? Sẽ là 40%. Và họ vẫn ghi dự kiến đúng không? Nhưng mà thực tế mình đang xem ở đây, đợt 1 là 10% đúng không? Của 22, đợt 2 là 10% nữa. Và các đợt còn lại đúng không? Là đây là 10 với 15, như vậy là 25.
và 25 với 20 là phải là 45. Thời điểm đấy có thể cái người lập ra cái báo cáo thường niên này thì người ta vẫn đang dự kiến, chưa biết là cái gì. Mình kỳ vọng là năm sau cái 40% này được trả cho năm đầu 24, nó sẽ là 2500 tiền và 15% cổ, hoặc là 30% tiền và 10% cổ. Đấy là tùy, đấy, nó sẽ xảy ra cái kịch bản như vậy. Về tổ chức nhân sự, rà soát quyền ok, về thực hiện triển khai dự án và kinh doanh các dự án, và cũng toàn chữ thôi. Về công tác tài chính không có gì, và cuối cùng về công tác đầu tư bám sát các mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, hiệu quả và thực hiện triển khai công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ. Như vậy họ cũng bắt đầu bóng gió nha cái bên này, và đây là giải trình của ban giám đốc đối kia là không có. Như vậy là chúng ta cũng và bây giờ liên quan đến trách nhiệm và môi trường xã hội. Và khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây. Như vậy là trong cái buổi đánh giá này thì chúng ta cũng đã biết được một số các cái dự án của công ty, rồi cũng như liên quan đến thông số, ở đây quan trọng là tổng giá trị đầu tư. Và cuối cùng thì chúng ta nhìn được cái kế hoạch rất là chi tiết của 2023, đúng không? Bao gồm cả các cái chỉ tiêu khác, đúng không? Mà chúng ta đã được coi, đúng rồi. Đây đây. Còn về mặt bình diện toàn xã hội ở Việt Nam thì năm nay các cái dự toán đầu tư công sẽ tăng 25%, cũng rất lớn, 700.000 tỷ. Và ngày xưa thì hầu như nó chỉ loanh quanh trong khoảng 400-500 thì phải. Bây giờ thì 700.000 tỷ. Và những công việc của bên TSG là có liên quan đến việc này, đúng không? Như vậy là rất có kỳ, đúng không? Rất rất có kỳ, và để chúng ta đi lên. Và như vậy khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Ok.